Ok, thầy xin chào tất cả. Rồi, oh, chúng ta sẽ bắt đầu buổi chữa bài tập sáng chủ nhật hàng tuần nhá. Thầy sẽ chia sẻ màn hình ngay bây giờ đây. dạ vâng cái cái hình nền này là nó là một cái background của cái một cái 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 quán một cái cửa hàng ăn ở Hà Đông này này tức là cái trên nơi đấy là năm ngoái là lớp của thầy tổ chức kỷ niệm kỷ niệm <laughs> bao nhiêu năm nhỉ kỷ niệm là đây là hai uh, 20 năm ra trường của 20 năm ra trường của cấp 2 các con ạ đấy, Đây là nói chung là cái cái này là hôm đấy là nó cũng vào cái thời tiết nó cũng cỡ cỡ, cỡ gần một năm giống như thời điểm này này các con này thấy không nhớ chính xác là ngày nhưng mà nó cỡ cỡ này đây này trong này có ngày ngày 27 tháng 27 tháng 12 năm ngoái đã cỡ gần một năm đấy còn được uh, ngày một ngày nữa là đúng một năm luôn này <laughs> lớp của thầy ngày xưa lớp cấp 3 à cấp 2 là lớp thầy có 42 bạn. 42 bạn thì chỗ này tụ tập được được hai mươi mấy người Hai mươi mấy người cộng mời thêm mấy ba thầy cô giáo nữa. Một này, hai này, ba này, ba người. Ở giữa. Còn đâu tất cả đây là các bạn của thầy nói chung bây giờ thì cũng khá là là cũng khá thành đạt rồi, người thì làm ở mọi ngành nghề lại thái thế. Được chưa nào? Rồi, chúng ta nói chuyện một vài câu chia sẻ đầu buổi sáng một chút. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái buổi chữa bài tập nhé các con nhé. <laughs> ok. Theo như thầy nhớ thì tuần trước chúng ta đã chữa đề của lớp 6A2 trước. Vậy thì tuần này sẽ ngược lại. Đương nhiên là đề của lớp 6B trước rồi. Được chưa nào? Rồi, chúng ta bắt đầu ngay bây giờ nhá. đề của lớp 6B tuần này là không có trắc nghiệm lại là đề gồm có 6 bài tất cả đúng không Ok chúng ta sẽ đi vào câu đầu tiên các con nhé thầy sẽ bóng to thêm một chút nữa này Đấy, vẫn nhìn rõ màn hình đúng không vẫn nhìn rõ đầu bài Ok chúng ta sẽ bắt đầu từ câu đầu tiên bài số 1 bài số 1 này với nội dung là cho các số sau 450 2019 162 và 295 thì câu A của chúng ta người ta hỏi rằng như sau này. Số nào chia hết cho 5. Vậy chúng ta nhớ lại cái dấu hiệu nhận biết chia hết cho 5. Một số mà muốn chia cho 5 ấy thì số đó phải có chữ số tận cùng ở bên tay phải, tức là chữ số hàng đơn vị. Phải là số 0 hoặc số 5. Vậy căn cứ theo cái dấu hiệu nhận biết này thì thầy nhận ra được rằng là số chiết cho 5 trong trường hợp này gồm có hai số đó chính là số 450 và số 295 các con nhá sở sĩ vì sao là bởi vì là cái số 5 tận cùng này 450 này số tận cùng là không này thầy sẽ gạch chân nó nhá đấy số 0 và số 5 này nữa vậy thì hai cái số này đúng thỏa mãn theo là nó là một số là không một số là 5 vậy kết luận số này chắc chắn chia cho 5 vậy câu a của chúng ta đáp án là có hai con số Câu B Số nào chia hết cho 3 Số nào chia hết cho 3 Các con có thể viết luôn là số chia cho 5 luôn Bỏ từ nào đi Số chia hết cho 3 Số chia hết cho 3 Thì căn cứ vào như sau Một số muốn chia hết cho 3 Thì tổng các chữ số của số đó Phải là một số chia hết cho 3 Vậy trong trường hợp này Chúng ta sẽ đi kiểm tra xem bốn con số này thì số nào có tổng các chữ số là một con số chia cho 3. Vậy thầy sẽ kiểm tra như sau. 450 này thì là gồm có ba chữ số tạo thành cái số này, đó là số 4, số 5 và số 0. 4 cộng 5 cộng 0 là bằng 9. Vậy chắc chắn số này là chia cho 3, được chưa nào? Hoàn toàn tương tự, 2019 tổng là 2 cộng 0 cộng 1 cộng 9, vậy nó bằng 12, 12 cũng chia cho 3 luôn. Vậy có chia hết. Một 162 là tổng là 9 có chia hết cho 3. 295 này thì tổng là 16, 16 không chia hết cho 3. Vậy số cuối cùng này không chia cho 3 các con nhá. Vậy nếu nói đến số chia cho 3 thì gồm có 3 số đó là 450 này. 2019 này. Chấm phẩy. Và 162. Được chưa nào? Còn chuyển sang câu C thì số nào chia hết cho cả 5 và 3? Số chia hết cho cả 5 này và 3. Vậy thì như thế nào là chia cho cả 5 và 3? Thì đương nhiên là các con phải gộp hai cái trường hợp trên lại rồi xem xem số nào nằm trong cả tập hợp của các số chia cho 5 và nằm trong đồng thời cả tập hợp chia cho 3 nữa. Vậy ở đây thầy thấy rằng có mỗi số 450 thôi đúng không con? Đây này, có mỗi số 450 này. Nó là nó gần như có thể gọi là phép giao của hai cái tập hợp trên được chưa nào vậy trong trường hợp này chúng ta kết luận nhé số chia cho cả 5 và 3 trong trường hợp này chính là số 450 được chưa nào rồi đây là chúng ta đã kết thúc bài số 1 vậy bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài số 2 này thực hiện các phép tính sau và tính nhanh nếu có thể vậy chúng ta sẽ đi thực hiện như sau có bạn mở mic thì bệnh. <cười> ok. <cười> rồi, thôi chúng ta tập trung vào chiều bài. Đấy cũng là không uh, do bạn sơ suất, bạn chưa kịp tắt mic thôi, không sao cả. Bài số 2 này gồm có 3 câu. Thầy sẽ viết đầu bài nhanh. Câu A. 5 nhân với 724. Nhân với 2. Thì thằng này sẽ tính nhanh bằng cách như sau Các con quan sát này Phép tính này gồm có là ba thử số nhân với nhau Vậy nếu bình thường thì chúng ta sẽ đi lấy 5 x 724 Được kết quả bao nhiêu sau đó nhân với 2 Rõ ràng là kết quả nếu các con làm thật sự cẩn thận Thì kết quả chắc là cũng không cũng không có vấn đề gì Các con sẽ làm đúng thôi Tuy nhiên ý, thì trong trường hợp này Chúng ta đã quá quen với cái việc là chúng ta sẽ luôn luôn tìm cái cách thức nào nhanh nhất và chính xác nhất để làm. Vậy thì ở đây thầy có thầy thấy rằng là có thừa số 5, có thừa số 2. Nếu kết hợp hai thằng này nhân lại với nhau trước thì chúng ta sẽ ra được một số tròn chục hoặc là tròn trăm hoặc tròn nghìn. À, thế thì trong trường hợp này tại sao lại làm cái việc đấy? Là sở dĩ bởi vì nếu lấy 5 nhân 2 trước thì chúng ta được ra bằng 10. Sau đó lấy kết quả 10 này nhân với 724 thì chúng ta sẽ được là bằng 7240. Rõ ràng là cái việc nhân này cực kỳ đơn giản bởi vì sao? nhân với 10 là một số có một chữ số 0 ở phía sau. Vậy lập tức thêm kết quả một số 0 sau số 724. Vậy thầy trắng gần về nhân nhất gì cả. Bởi vì cái phép tính này chỉ cần là tuân theo quy tắc là được. Được chưa nào? Ok chưa? Rồi IB của chúng ta thì như sau. 45 nhân với 172 này. Cộng với 53. Nhân với 172. Và cuối cùng là cộng với 2. Nhân với 172. Vậy đến đây thầy quan sát được như sau. Trong cái biểu thức này thì gồm có ba cái phép nhân. Ba cái phép nhân gồm có các thừa số 45 172, 53 172 và 2 với 172. Thế thì rõ ràng là ở đây thầy nhìn thấy là có cái thừa số 172 này là thừa số chung đúng không các con? Vậy thầy xin phép đặt cái thừa số này ra làm thừa số chung cho cả ba cái phép nhân này. Trong ngoặc của chúng ta còn lại các thừa số sau. Đó là thừa số 45, thừa số 53 và thừa số 2 thì ba cái thằng này sẽ cho vào trong ngoặc cộng chúng lại với nhau được chưa nào cộng với 53 và cộng với 2 ừ. vậy đến đây sẽ được kết quả bằng 172 nhân với kết quả trong ngoặc 45 cộng 53 là bằng là 98 98 cộng với 2 là bằng 100 vậy kết quả đương nhiên bằng 172 thêm hai số 0 vào sau số 172 giúp thầy vậy được kết quả là 17.200 các con nhé được chưa nào <laughs> được chưa? Rồi, chúng ta chuyển ic C. của chúng ta thì như sau, 600 này chia cho mở ngoặc nhọn 450 chia cho mở ngoặc đơn là mở ngoặc vuông. 450 nữa trừ đi mở ngoặc đơn là 4 nhân với 5 mũ 3. Sau đó là trừ đi 2 mũ 3 nhân với 5 mũ 2. Được chưa con? Rồi, đầu bài thầy đã viết xong. <laughs> Rồi, chúng ta tiếp tục nhá. Trong trường hợp này thì các con nhớ cho thầy này, để thực hiện một biểu thức trong biểu thức có các thành phần là phép nhân, phép chia, phép cộng, phép trừ thì chúng ta sẽ thực hiện đúng theo nguyên tắc là nhân chia trước cộng trừ sau. Bên cạnh đó nếu có các cái dấu ngoặc, ví dụ như trong trường hợp này là có đầy đủ các dấu ngoặc, đó là dấu ngoặc vuông này, ngoặc nhọn, ngoặc đơn này thì chúng ta sẽ thực hiện thứ tự ưu tiên về dấu ngoặc như sau, đầu tiên là phải đi tính dấu ngoặc đơn trước sau ngoặc đơn đến ngoặc vuông và cuối cùng mới là ngoặc nhọn được chưa nào vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ thực hiện như sau này bằng các con nhé ở đây thầy giữ nguyên là 650 chia cho mở ngoặc nhọn như cái thằng này chúng ta sẽ đi tính cái ngoặc đơn ở trong cùng này trước vậy thầy sẽ được kết quả của cái bước đầu tiên là thực hiện như sau 5 mũ 3 thầy đổi ra nó bằng là 5 mũ 3 tức là 5 x 5 x 5 tức là bằng 125 2 mũ 3 là 2 x 2 x 2 tức là bằng 8. Còn 5 mũ 2 đương nhiên là bằng 25 rồi. Được chưa nào? Vậy bước đầu tiên thầy nhân tất cả các lũy thừa này ra. Đến đây thầy sẽ được như sau. Thầy cứ bình tĩnh làm thôi nhá, thầy không vội vàng đâu. 4 nhân với 125 là được kết quả bằng 500. Trừ đi 8 nhân với 25 là được kết quả bằng 200. Vậy chúng ta sẽ đi tính xem cái ngoặc đầu tiên là ngoặc đơn này được kết quả bằng bao nhiêu các con nhá. Vậy chúng ta sẽ được như sau này. năm trăm mà trừ đi hai trăm là được ba trăm. Tuy nhiên vì cái ngoặc đơn đầu tiên này thầy đã tính toán nên ngoặc vuông ở bên ngoài lập tức bị giảm xuống một bậc. Vậy nó sẽ biến thành còn là là ngoặc đơn thôi các con nhé. Được chưa nào? Biến thành ngoặc đơn thôi. Và vì cái thằng này nó biến thành ngoặc đơn thì cái ngoặc nhọn bên ngoài lập tức cũng bị hạ một bậc tương tự và nó sẽ chuyển xuống còn là ngoặc vuông được chưa nào vậy đến đây thầy sẽ được như sau này 450 trừ đi 300 này còn kết quả là 150 vậy ở đây 450 chia 150 này đang từ ngoặc vuông chúng ta sẽ chuyển xuống chỉ còn là ngoặc đơn thôi các con nhá vậy đến đây chúng ta cứ bình tĩnh thực hiện thầy sẽ được kết quả tiếp tục như sau bằng 600 này chia cho 450 chia cho 150 là bằng 3. Vậy lấy 600 và chia cho 3 được kết quả cuối cùng của chúng ta là bằng 200 các con nhé. Được rồi, xin mời các con. Ờ ừ. ừ, xin mời con chưa bài. Tranh thủ thầy xin phép viết đầu bài của bài 3. Rồi, nội dung của bài số 3 là một bài tìm x. Vậy để tìm x thì các con cần phải phân phải tìm ra xem là x của chúng ta đóng vai trò là gì trong các cái biểu thức này. Thì đối với cái biểu thức đầu tiên này này thì x của chúng ta đóng vai trò là một thừa số chưa biết. Vậy muốn tìm thừa số chưa biết này, chúng ta sẽ phải lấy tích của nó là 45 chia cho thừa số đã biết tức là chia cho 15. Vậy x trong trường hợp này sẽ bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu nhỉ? 45 mà chia cho 15 là bằng 3. Vậy đến đây các con kết luận cho thầy là vậy x bằng 3 các con nhé. Được chưa nào? Vậy đây là câu đầu tiên là chúng ta x tìm được là bằng 3. Đối với câu thứ hai là câu B thì x của chúng ta nằm trong cụm biểu thức đó là x trừ 314 trong ngoặc. Vậy đến đây các con muốn tìm được x trừ 314 này đóng vai trò là số bị trừ thì x trừ 314 giữ nguyên sẽ được bằng hiệu của nó là 0 cộng với số trừ là 42 vậy nó sẽ bằng là 42. Vậy đến đây x của chúng ta sẽ bằng gì nhỉ các con nhỉ? Là tiếp tục x đóng vai trò là số bị trừ tiếp vậy sẽ bằng hiệu là 42 cộng với số trừ là 314. Vậy x của chúng ta sẽ bằng bao nhiêu đây? Là bằng là 356 đúng không các con? Vậy x của chúng ta bằng 356 nhá. Được chưa nào? Ok chưa? Rồi, đến đây tiếp tục lại vậy một cái nữa cho nó hoành tráng. Vậy x của chúng ta bằng 356 này. Câu cuối cùng của bài số 3 này thì như sau. x 6 bình phương lên bằng 9. Vậy từ đó ta sẽ được biết rằng là gì? Như vậy x 6 này bình phương lên. Chưa khi xong bài số 2 à? Ok. Bây giờ làm nào nhỉ? Đây ok. Bài 2 này thì sẽ copy sang bên này nhé. Đây, bài số 2 của các con nó nằm bên tay trái này. đấy, bài số 2 đấy. <laughs> chúng ta tiếp tục với câu C của bài số 3. Bài số 3 này thì, à, cái ý C của bài số 3 này thì là x trừ 6 tất cả bình phương lên bằng 9. Vậy đến đây, các con sẽ biết được rằng là gì nhỉ? Là x trừ 6 tất cả bình phương này sẽ thực tế nó sẽ bằng là 3, 9 thì bằng là 3 mũ 2. Vậy đến đây chúng ta sẽ có được hai trường hợp. Trường hợp 1 thì là x trừ 6 của chúng ta chính là bằng con số là 3. Còn trường hợp số 2 thì là x của chúng ta ấy là x 6 sẽ nhận giá trị là số đối của 3 tức là bằng chữ -3. Vậy đến đây thầy sẽ tìm ra được trường hợp thứ nhất, x của chúng ta bằng như sau. Là bằng 3 cộng với 6, đương nhiên là x của chúng ta bằng 9 rồi, được chưa nào? Còn trường hợp thứ hai này thì x sẽ bằng là âm -3 cộng với 6 và sẽ chuyển sang thì x của chúng ta sẽ được là bằng là chữ -3 cộng 6 là bằng dương 3 các con nhá. Vậy đến đây các con kết luận giúp thầy này chúng ta sẽ có hai được hai giá trị x thuộc tập hợp gồm có hai phần tử phần tử thứ nhất là gồm có phần tử 9 hoặc là các con là xếp 3 trước đi phần tử thứ hai là 9 thì hai phần tử này chính là hai giá trị của x thỏa mãn yêu cầu của bài toán được chưa nào rồi xin mời các con chữa bài Rồi, xin mời các con chữa bài nhá. Thầy xin phép thầy lấy một chút nước thầy quay trở lại ngay. Ok, các con làm xong chưa? Thì kéo lên câu A đi thầy. Chúng ta sẽ chuyển sang bài tiếp theo, đó là Kéo lên câu A đi thầy. Dã. Dạ. Thì kéo lên câu A ấy thầy. Câu A, ok rồi đây. Ok, xong rồi thầy. rồi các con cứ chữa đi <laughs> chưa khi xong bài 2 ạ, ok. Bài 2 bên tay trái. ơi thầy lớp nào chưa trước đây ạ thầy. Dạ, hôm nay chúng ta sẽ chữa đề lớp 6B trước ạ. Tuyệt quá, Cái nào luôn. <laughs> Khi nào các con chữa xong thì các con comment cho thầy nhé. Các con đã hoàn thiện xong chưa? Rồi ạ. Ok. Vậy chúng ta sẽ chuyển sang bài tiếp theo đó là bài số 4 các con nhé. Rồi bài số 4 của chúng ta, nội dung như sau. Có 120 quả cam, 144 quả quýt, 420 quả lê được chia đều vào các rổ. Mỗi rổ gồm cả ba loại quả. Hỏi có thể chia được nhiều nhất là bao nhiêu rổ và mỗi rổ thì có bao nhiêu quả mỗi loại. Vậy bài này là một bài khá là quen thuộc đúng không? Chúng ta sẽ phải sử dụng kiến thức đến là gì nhỉ? Đến là ước chung và ước chung lớn nhất. Vậy trong trường hợp này thầy sẽ xin phép trình bày cái bài số 4 này như sau. Được chưa nào? Bài số 4. Bài số 4 này thì ở trong đầu bài người ta yêu cầu chúng ta là đi tìm xem là có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu rổ đúng không? Vậy thầy xin phép gọi luôn là gọi luôn số rổ. Gọi số rổ này. Được chia nhiều nhất là x được chưa nào? Thầy sẽ gọi luôn cái thằng này là x. Thì x này của chúng ta ấy thì các con phải quan tâm đến cho thầy hai điều. Điều thứ nhất là đơn vị của x thì đơn vị của x trong trường hợp này đơn vị là số rổ cho nên là đơn vị là rổ, được chưa nào? Thế còn nó còn có một cái nữa được gọi là điều kiện. Thì điều kiện của chúng ta thì như sau. Đương nhiên các con phải nhớ này số rổ thì không thể nào là một số thập phân mà mà ví dụ như là 10,2, 10,5 hay là 10,7 được đúng không? Vậy thì trong trường hợp này điều kiện của chúng ta x của chúng ta số rổ phải là một số tự nhiên lớn hơn 0 hay là số tự nhiên khác không? Vậy x thuộc n sao các con nhé? Được chưa nào? X của thầy sẽ là x phải thuộc tập n sao. Rồi, vậy trong trường hợp này ta sẽ có lên như sau này, theo đề bài

được chia đều vào các rổ. Được chưa nào? Được chia đều vào các rổ nên ta sẽ có được như sau. Thứ nhất là vì 120 quả cam này chia đều vào các rổ có nghĩa là gì? Có x rổ thì như vậy số quả cam của mỗi rổ nhận được sẽ là lấy 120 chia cho x. 144 quả quýt chia cho x và 420 quả lê cũng vậy cũng chia hết, chia cho x và vì là chia đều nên ở đây ta sẽ có được 120 này sẽ sẽ phải là một số chia hết cho x các con nhé và 144 cũng vậy mộ 420 kia cũng vậy vậy ta sẽ có được là 120 này 144 này và 420 đều là các số đồng thời chia hết cho x được chưa? Chính vì nó đồng thời chia cho x nên suy ra x của chúng ta sẽ là thuộc tập hợp ước chung của ba con số này. Cụ thể trong trường hợp này là như sau. x thuộc ước chung này. Sorry các con để thầy sửa lại cái này một tí. ước chung của ba số gồm 120 144,420 Được chưa nào các con Xuống dòng Ma mà... Hoặc là không dùng từ mà không hay lắm Để Số rổ dổ... Để số rổ Chia được Là nhiều nhất Thì chính là ước chung lớn nhất của 120, 144 và 420 các con nhá. Được chưa nào? Vậy đến đây thay bằng một bài là đi tìm số rổ chia được nhiều nhất thì thực tế là chúng ta sẽ đi tìm ước chung lớn nhất của ba số 120, 144 và 420. Vậy cách thức tìm ước chung lớn nhất như sau. Bước đầu tiên này Thầy xin phép viết nó là bước 1. Phân tích các con số 120, 144 và 420 này ra thành tích của các thừa số nguyên tố. Vậy 120 trong trường hợp này thầy sẽ phân tích ra được nó bằng là 2 mũ 3 nhân với 3 và nhân với 5. 144 thì bằng 12 bình phương, vậy trong trường hợp này sẽ bằng là 2 mũ 4 nhân với 3 mũ 2 các con nhé. Rồi, còn số 4 420 thì như sau. 420 này thầy sẽ tách ra nó bằng là 2 mũ 2 này nhân với 3 nhân với 5 và nhân với 7, được chưa nào? Vậy bước số 2 đó là liệt kê ra các thừa số là chung trong cả ba cái con số 120, 144 và 420 này. Vậy trong trường hợp này liệt kê ra được thì thầy sẽ liệt kê này, liệt kê các thừa số là chung là chung trong trường hợp này thừa số chung ở trong trường hợp này sẽ được là gì là hai này là ba này là năm này được chưa các con và bước 3 thì chúng ta sẽ đi lập tích của các lũy thừa với cơ số là hai là ba là năm với số mũ là nhỏ nhất vậy bước 3 chúng ta sẽ được là ước chung lớn nhất của ba con số này là thầy sẽ viết luôn nhá viết luôn này ước chung lớn nhất của ba con số này sẽ chính là được xác định bằng cách như sau đó là các con lấy tích của 2 x 3 x 5 với hai trong trường hợp này lấy số mũ nhỏ nhất tức là 2 mũ 2 3 trong trường hợp này là 3 mũ 1 và 5 à sorry các con chung trong trường hợp này không hề có 5 nhá như vậy chúng ta chỉ có là 2 mũ 2 x 3 thôi vậy nếu 2 mũ 2 x 3 thì sẽ được kết quả là bằng 12 được chưa nào vậy đến đây các con kết luận cho thầy như sau ta sẽ có được như sau này. Có thể chia được nhiều nhất là 12 rổ, được chưa nào? Là 12 rổ. Ok chưa? Rồi, xuống dòng. Ngoài cái việc chia được bao nhiêu rổ ra thì nó còn hỏi chúng ta một câu nữa đó là mỗi rổ có bao nhiêu quả mỗi loại. Vậy ta có số quả cam số cam Có trong mỗi rổ là Chúng ta sẽ lấy số 120 là 120 quả cam Chia cho 12 rổ và được kết quả là 10 mở ngoặc quả cam các con nhé 10 quả cam Được chưa nào? Rồi hoàn toàn tương tự Thầy sẽ đi tìm xem số quả quýt và số quả lê còn có trong mỗi rổ là bao nhiêu Thì các con sẽ tính cho thầy như sau số quýt có trong mỗi rổ là lấy 144 chia cho 12 vậy được kết quả là 12 quả quýt các con nhé. Thế chưa nào? Và cuối cùng đi tính số quả lê. <laughs> số quả lê của chúng ta sẽ được như sau. Có trong mỗi rổ là lấy 420 chia cho 12 và nếu chia cho 12 trong trường hợp này chúng ta sẽ được kết quả là bằng là 35 quả. 35 quả lê đúng không, các con. Đúng không nhỉ? Rồi ok, 35 quả lê chuẩn rồi. Rồi đến đây các con cẩn thận thì các con kết luận nhá. Vậy có 12 rổ. phải, mỗi rổ có 10 quả cam phẩy 12 quả quýt và 35 quả lê. Rồi xin mời các con chưa bài. <cười> 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 xin mời các con chưa bài. rồi các con chuyện xong chưa <laughs> Rồi. Bài số 5 của chúng ta có 2 ý 5.1 và 5.2. Vậy chúng ta đi vào 5.1 trước. 5.1 của chúng ta là yêu cầu như sau này: Tính chu vi và diện tích của một hình vuông ABCD có cạnh là 4 cm. Ok luôn. Vậy ta sẽ có được như sau này. Hình vuông ABCD có cạnh là 4 cm. Vậy chúng ta cần phải nhớ lại được công thức tính chu vi và diện tích của hình vuông. Vậy ta có chu vi của hình vuông ABCD là để tính diện để tính chu vi thì các con lấy cạnh của hình vuông nhân với 4 lên là thành công. Vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ lấy là 4 nhân với 4 và sẽ bằng được là 4416 sáu các con nhé. Tuyệt nhiên là phải nhớ có đơn vị cho chúng ta. Đơn vị của chu vi thì chính là đơn vị tương ứng giống như đơn vị của độ dài một cách, vậy nó là cm. Còn diện tích của hình vuông chúng ta sẽ tính bằng cách như sau. Diện tích hình vuông ABCD là Diện tích của hình vuông thì được lấy bằng cạnh nhân với cạnh. Trong trường hợp này thì các con lưu ý giúp cho thầy này. <laughs> Ở đây là độ dài của cạnh là 4. Vậy cạnh nhân cạnh lại cũng là 4 x 4. À, nó thế nào nó lại trùng hợp thế nhỉ? Vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ được kết quả là nói về độ lớn thì diện tích và chu vi của hình vuông là bằng nhau. Tuy nhiên, đơn vị thì khác nhau các con nhá Đơn vị của chu vi thì là cm, còn đơn vị của diện tích phải là cm mũ 2, còn đọc gọi là cm vuông. Được chưa cả lớp? Cả lớp nhớ rõ cho thầy nhá. Nếu thiếu đơn vị chắc chắn là bị trừ điểm đấy. Cho nên đừng để thiếu đơn vị và đừng để trừ điểm những cái chỗ mà các con không đáng bị trừ điểm như thế này, được chưa nào? Ok chưa? Rồi, xin mời các con chữa bài giúp cho thầy đi. Sau đó chúng ta chuyển sang ý 5.2. <laughs> 5.2 của chúng ta là như sau. Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài là 8 m và chiều rộng là 6 m, hỏi rằng diện tích nền nhà là bao nhiêu? Vậy trong trường hợp này ta có này. Diện tích nền nhà hình chữ nhật Là rõ ràng là công thức tính diện tích nền nhà hình chữ nhật thì các con chắc chắn là chắc đều nhớ hết đúng không? Sẽ chính là bằng tích của chiều dài nhân với chiều rộng. Vậy trong trường hợp này diện tích nền nhà hình chữ nhật sẽ được xác định là chúng ta lấy chiều dài là 8 nhân với chiều rộng là 6. Vậy trong trường hợp này 8 x 6 thì bằng 48. Đơn vị là mét mũ 2 hay còn đọc tên là mét bình phương được chưa nào? Vậy đây là ý đầu tiên. Ý thứ hai của chúng ta thì như sau. Người ta bảo rằng này, nếu lát nền này bằng những viên gạch hình vuông có cạnh là 40 cm thì cần bao nhiêu viên gạch? Vậy ở đây chúng ta để giải quyết cái ý B này thì các con cần phải quan tâm đến vấn đề như sau. Như vậy rõ ràng là ở đây là cái nền nhà thì hình chữ nhật, còn viên gạch nó là viên gạch hình vuông vậy để lấp đầy đủ cái nền nhà hình chữ nhật này thì các viên gạch hình vuông này sẽ phải xếp đặt bên cạnh nhau vậy để tìm ra được là số viên gạch cần tìm chúng ta sẽ phải lấy diện tích của hình chữ nhật chia cho diện tích của một viên gạch hình vuông vậy đầu tiên thầy sẽ đi đổi đơn vị trước đã 40 cm này thầy sẽ đổi ra được là bằng 0,4 m các con nhé 0,4 m này vậy đến đây ta sẽ có được là diện tích của một viên gạch hình vuông là. Muốn tính diện tích hình vuông. Chúng ta vừa được ôn ở câu trên rồi đúng không? 5.1 rồi. Vậy diện tích hình vuông này sẽ được xác định bằng là. Lấy cạnh nhân với cạnh. Tức là bằng 0.4. Nhân với 0.4. Thì 0.4 nhân 0.4 là được bằng 0.16 các con nhé. Được chưa nào? Là trong trường hợp này sẽ được kết quả là bằng là là 0,16 mét bình phương mét vuông mét mũ 2 được chưa nào vậy diện tích một viên gạch đã biết vậy số viên gạch cần để lát nền hình chữ nhật là để tìm được cái này thì chúng ta sẽ đi lấy diện tích của hình chữ nhật chia cho diện tích của một viên gạch vậy chúng ta sẽ được như sau này diện tích của hình chữ nền hình nhà hình chữ nhật là 48 các con chia giúp cho thầy à, diện tích của một viên gạch là 0,16 vậy lấy 48 chia cho 0,16 và được kết quả là bằng à, 300 mở ngoặc viên gạch các con nhé viên gạch rồi, xin mời các con chữa bài. Đến đây chúng ta sẽ đi đến kết luận cuối cùng. Vậy là diện tích nền nhà là 48 m2. Và cần 300 viên gạch để lát nền. Ok, xin mời các con chưa bài đi, nhanh lên để chúng ta chuyển sang bài tốt nghiệp nào. À, đã bài tốt nghiệp rồi, ok. Các con chưa xong thì các con nhắn cho thầy nhá. Cả lớp xong hết chưa? Ok, vậy chúng ta chuyển xuống bài cuối cùng thôi. Vâng, đây là bài tốt nghiệp của lớp 6B. Đó là bài số 6. Được chưa nào? Bài số 6 này của chúng ta gồm có hai ý. Thứ nhất là đi so sánh. 125 mũ 5 và 25 mũ 7. Rồi, ok. Vậy lâu lắm rồi chúng ta mới lại làm lại một cái bài liên quan đến phần so sánh lũy thừa đúng không các con? Rồi, để so sánh hai cái lũy thừa này, nguyên tắc của chúng ta đó là đưa về một trong các phương pháp mà đã được học. Thứ nhất, đó là so sánh các lũy thừa cùng cơ số, đi so sánh số mũ. Hoặc đưa các lũy thừa về cùng số mũ để so sánh cơ số. Phương pháp số 3 đó là phương pháp bắt cầu Và phương pháp cuối cùng ấy, Phụ nghĩa đặt tên cho nó là gọi là đi tìm cái đẹp Được chưa nào? Đi tìm cái đẹp thì trong trường hợp này rõ ràng Cái bài này chưa cần đến cái phương pháp đấy Vậy trong trường hợp này thầy có như sau này Ta có 125 mũ 5 Thì ở đây thầy sẽ đưa nó về là gì? 125 ấy Thì chính là bằng 5 mũ 3 Vậy thầy sẽ được là 5 mũ 3 Đóng mở ngoặc lại tất cả mũ 5 bên ngoài Vậy đến đây quay trở về là công thức đẻ rồi 5 mũ 3 là tất cả mũ 5 tức là bằng 5 mũ 3 nhân 5 tức là bằng 5 mũ 15 các con nhá được chưa nào còn 25 mũ 7 này thì bằng cái gì thì đương nhiên sẽ bằng là 5 mũ 2 tất cả bên ngoài đóng mở ngoặc có mũ 7 vậy đến đây sẽ bằng là 5 mũ 2 nhân 7 5 mũ 2 nhân 7 tức là bằng 5 mũ 14 vậy đến đây ta sẽ nhận xét như sau vì 14 đương nhiên là bé hơn 15 nên là 5 mũ 14 sẽ phải nhỏ hơn là 5 mũ 15. Và điều này dẫn tới là gì? Các con sẽ có được là 25 mũ 7 sẽ nhỏ hơn là 125 mũ 5. Vậy đến đây các con kết luận cuối cùng vậy. 125 mũ 5 và 25 mũ 7 này, các con có thể viết ngược lại là nó nhỏ hơn thế này cũng được. Hoặc nếu không thích thì các con có thể viết ngược lại là 125 mũ 5 lớn hơn 25 mũ 7 đều chính xác nhá. Tùy các con, đấy là cách trình bày thôi, không có gì đặc biệt ở đây cả. Được chưa nào? <laughs> Rồi, xin mời các con chữa bài. Sau đó là chúng ta chuyển xuống ý thứ hai, đó là chứng minh rằng nếu xy của chúng ta là số tự nhiên thuộc tập N và x cộng với 2y là một số chia cho 5 thì 3x trừ đi 4y cũng chia hết cho 5 nốt. Vậy bài này chúng ta sẽ phải chứng minh nó như thế nào đây? Vậy thầy sẽ đi chứng minh nó như sau. Các con quan sát. Ta có x cộng 2y chia hết cho 5. Được chưa nào? Từ đó suy ra vì x cộng 2y này chia cho 5 Nên cái thằng x cộng 2y này Thầy sẽ nhân thêm với một số Đó là số 3 chẳng hạn Thì x cộng với 3 nhân với mở ngoặc x cộng 2y Thì thằng này cũng chắc chắn là chia cho 5 Các con có thể lý giải thêm là Bởi vì là mở ngoặc này Vì 3 không chia cho 5 từ từ để thầy thầy sẽ lấy cái dấu này là dấu gạch chéo nhá các con chờ thầy một chút thầy cũng không nhớ lắm là nó nằm vị trí nào chờ thầy một chút à. đây rồi đây rồi đây rồi đấy vì ba không chia cho 5, được chưa nào như vậy ta có được là 3 nhân với mở ngoặc x cộng hai y chia cho 5 đúng không con ở đây ta sẽ có được như này vậy đúng rồi mà 10 y thì rõ ràng là bằng là bằng là 5 nhân với 2 y. Từ đó suy ra rõ ràng là 10 y này cũng chia cho 5 các con nhé. Cũng chia cho 5 luôn. Vậy ở đây các con nhìn này, ở dòng trên thì 3 nhân với x cộng 2y đóng mở hoặc chia cho 5. 10y này cũng chia cho 5. Vậy từ hai cái điều này chúng ta sẽ dẫn tới một điều khá là quan trọng. Đó là như sau đó là 3 nhân với mở ngoặc x cộng với 2y thầy sẽ đi trừ cho 10y thì thằng này cũng chia hết cho 5 luôn. Vậy đến đây các con sẽ thực hiện cái phép trừ này cho thầy này. 3 nhân x cộng 2y chúng ta sẽ suy ra được là gì nhỉ? 3 nhân với x thầy nhân bung ra nhá là 3x cộng với 6y trừ đi 10y và thằng này chia cho 5. Và vì thằng này chia cho 5 nên chúng ta thu gọn lại suy ra được là gì nhỉ? Là 3x cộng với 4i à 3x trừ đi 4i sorry các con trừ đi 4i cũng chia hết cho 5 và đây chính là điều phải chứng minh của chúng ta có đúng không các con được chưa nào vậy yêu cầu đầu bài là chứng minh là 3x trừ 4 y chia cho 5 mà vậy chúng ta đã chứng minh thành công các con nhé rồi xin mời các con chữa bài này vào trong vở để chúng ta tốt nghiệp buổi chữa bài của lớp 6b nhé sau khi các con đã chữa hoàn thiện xong thì các bạn lớp 6B thoải mái thoát ra khỏi phòng học nhá. Được chưa nào? <laughs> dạ vâng, thầy xin chào tất cả các bạn lớp 6B ạ. mm -hmm. <laughs> Xin mời các bạn lớp 6A2 nghỉ giải lao 3 phút sau đó chúng ta sẽ quay trở lại để chữa đề của lớp chúng ta nhé. Mm-mm. <clears throat> 嗯。<clears throat> <clears throat> Rồi, ok, chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Đề của lớp 6A2 nhá. <laughs> ok, thầy đã mở đề lớp 6A2 ngay ở bên tay trái rồi. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu chữa ngay đề này các con nhé. mm <laughs> rồi sóng a 2 nội dung của đề lớp 6A2 như sau gồm có hai phần đó phần thứ nhất là phần trắc nghiệm phần trắc nghiệm này thì gồm có 7 câu vậy chúng ta đi vào ý đầu tiên tìm giao của hai tập hợp này thì thầy viết lại đầu bài đã A của chúng ta gồm một tập hợp là gồm x thuộc Z tức là x là các số nguyên sao cho trừ 3 nhỏ hơn x nhỏ hơn hoặc bằng 4. Và B của chúng ta ấy thì gồm các phần tử như sau. Đó là trừ 3 chấm phẩy trừ 1 chấm phẩy 1 chấm phẩy 3 chấm phẩy 5. Được chưa nào? Rồi ok. Vậy chúng ta sẽ giải quyết bài này như sau. Đầu tiên để tìm được là nó bảo rằng tìm giao của hai tập hợp này thì đầu tiên thầy sẽ làm một cái động tác nhỏ đó là đi liệt kê các phần tử của tập A trước. Vậy trong hợp, trường hợp này là x thuộc Z, tức là x số nguyên, lớn hơn chứ 3 mà nhỏ bằng 4. Vậy trong trường hợp này A của chúng ta sẽ gồm các phần tử như sau này. Chứ 2 chấm phẩy, <laughs> chứ 1 chấm phẩy 0 chấm phẩy, 1 chấm phẩy 2 chấm phẩy 3 chấm phẩy 4 các con nhé. Tức là chứ 2 chứ 1, sau đó là 0, 1, 2, 3, 4. Vậy đến đây ta sẽ tìm được phép toán giao của A giao với B giao là người ta sẽ ký hiệu như thế này A một chữ vòng lên phía trên đối với B thì trong trường hợp này các phần tử của phép toán giao của A với B sẽ gồm là một tập hợp nhớ cho thầy nhá phép giao đó là phải ra được kết quả là một tập hợp gồm các phần tử phải nằm đồng thời trong cả A và nằm đồng thời trong cả B vậy trong trường hợp giả dạ? yeah. Như vậy A giao B trong trường hợp này ta sẽ có gồm các phần tử như sau này. Ở trong trường hợp này thầy nhận diện ra được là gồm có 3 phần tử chung đó là trừ 1, chấm 1, chấm 3. Là gồm có 3 phần tử nó là thuộc tập hợp giao của A với B. Được chưa các con? Rồi bây giờ chúng ta chuyển sang ý tiếp theo đó là ý số 2. So sánh 5 mũ 22. Và 3 mũ 33 đi so sánh hai thằng này được chưa nào vậy so sánh nó thì làm thế nào thầy sẽ đi làm như sau đầu tiên là năm mũ 22 này này thầy sẽ đưa nó về là đưa hai cái lũy thừa này thầy nhận diện như sau mũ 22 và mũ 33 là hai số cùng có thể đưa được về là số mũ là 11 vậy thầy sẽ nghĩ đến việc đó là đưa về như sau 5 mũ 2 nhân 11 vậy đến đây thầy sẽ được là bằng là 5 mũ 2 đóng mở ngoặc lại. Tất cả mũ 11. Và đến đây sẽ bằng là 25 mũ 11 các con nhé. Hoàn toàn tương tự thì 3 mũ 33. Thầy sẽ tách ra nó bằng là 3 mũ 3 nhân với 11. Và thằng này sẽ bằng là 3 mũ 3. Đóng mở ngoặc và giúp thầy. Tất cả bên ngoài có mũ 11. Vậy đến đây chúng ta sẽ lấy 3 mũ 3 là bằng là 27. Và đến đây thì rõ ràng là xong rồi Vì 25 bé hơn 27 Nên ta có là 25 mũ 11 sẽ phải nhỏ hơn là 27 mũ 11 Được chưa các con Và đến đây chúng ta sẽ dẫn tới một điều đó là 5 mũ 22 của chúng ta ấy Sẽ nhỏ hơn là 3 mũ 33 Vậy đến đây các con kết luận bước cuối cùng nhé Vậy ta có là 5 mũ 22 nhỏ hơn là 3 mũ 33. Rồi xin mời các con chữa bài. Đây là ý số 2. <laughs> Rồi các con chữa bài đi. Ý số 3. Tìm bội chung nhỏ nhất và ước chung lớn nhất. Vậy để tìm được bộ chung và nhỏ và bộ chung nhỏ nhất và ước chung lớn nhất đầu tiên là thầy đi phân tích số 132 và số 110 này ra thành tích của các thừa số nguyên tố 132 trong trường hợp này thầy sẽ tách ra được bằng 2 mũ 2 nhân với 3 nhân với 11 thế còn 110 thì tách ra là bằng 2 nhân 5 nhân với 11 như các con nhé <laughs> rồi ok vậy đến đây thầy sẽ suy ra được này thầy sẽ đi tìm bộ chung nhỏ nhất của hai cái số này Thôi lý thuyết thì không nói nữa. Cái này các con đã nắm quá rõ rồi. Vậy chúng ta sẽ đi tìm luôn bộ chung nhỏ nhất và ước chung lớn nhất. Tìm bộ chung nhỏ nhất thì sẽ tìm ra tất cả các thừa số là vừa là chung vừa là riêng. Vậy trong trường hợp này nó là gồm có 2, 3, 5 và 11. Vậy trong trường hợp này đó chính là 2 x 3 x 5 x 11. Nhưng số mũ thì phải là số mũ lớn nhất. Vậy trong trường hợp này là 2 mũ 2. Còn 3, còn 5 và còn 11 thì đều là mũ 1. Vậy đến đây các con sẽ phải nhân ra thằng này ra cho thầy nhá. 2 mũ 2 là 4 4 3 12, 12 nhân 5 60, 60 nhân 11 là bằng 660. Vậy kết quả của chúng ta là bộ chung nhỏ nhất của hai số này bằng 660, đúng không nào? Còn ước chung lớn nhất thì tìm như sau. Ước chung lớn nhất của hai số này thì được liệt kê ra tất cả các thừa số là chung Vậy trong trường hợp này có hai thừa số chung đó là số 2 và số 11. Với số mũ là nhỏ nhất, vậy là 2 mũ 1 nhân với 11 mũ 1, vậy là bằng là 22 các con nhé. Được chưa nào? Vậy đến đây chúng ta kết thúc cái ý số 3. Rồi, xin mời các con chữa bài đi để chúng ta chuyển sang ý số 4. Người ta bảo rằng là tìm A và B. Biết Số 20AB là số có 4 chữ số Thì số này chia hết cho 5 và chia cho 9 Được chưa nào? Rồi ok bài này thầy sẽ trình bày nhanh như sau Ta có 20AB có gạch trên đầu chia cho 5. Nên chữ số tận cùng B có thể là 0 hoặc 5. Được chưa nào? Rồi, trường hợp 1. Nếu B bằng 0. Nếu B bằng 0. Thì khi đó số cần tìm là 20AB tức là 20A0. Và số này chia hết cho 9. 20A0 chia hết cho 9 mà dấu hiệu chia cho 9 thì chúng ta đã học rồi Đó là một số muốn chia cho 9 Thì tổng các chữ số của số đó phải chia cho 9 Vậy từ đó thầy suy ra được là gì? Là mở ngoặc 2 cộng 0 cộng A cộng với 0 Phải chia cho 9 các con nhé Vậy từ đó dẫn tới là gì? 2 cộng 0 cộng A cộng 0 tức là 2 cộng A Chia cho 9 Vậy đến đây chúng ta sẽ tìm ra được là A của chúng ta sẽ nhận giá trị là bằng 7 các con nhá Vậy đến đây ta kết luận này. Vậy bộ số đầu tiên đó là A chấm phẩy B. Chính là bộ số đầu tiên trong trường hợp này chính là 7 chấm 0. Được chưa nào? Đấy là một cái. Trường hợp thứ hai là Nếu như mà B của chúng ta là bằng 5 Thì ở đây khi đó thì số cần tìm của chúng ta sẽ là 20A, 20A5 Và để 20A5 này chia cho 9 Thì tổng các chữ số của nó tức là 2 cộng 0 cộng A cộng 5 Cũng phải chia cho 9 Vậy đến đây ta sẽ được là 7 cộng với A Chia cho 9 Vậy đến đây ta tìm ra được, được là A bằng 2 các con nhá Vậy đến đây bộ số thứ hai của chúng ta là 20 Vậy đến đây kết luận cuối cùng Đáp số này hoặc là các con kết là là vậy cũng được thì ta có là hai bộ số thỏa mãn đó là mở ngoặc đóng ngoặc AB là bộ 70 hoặc là 20 được chưa nào? Hoặc là bộ 20. Rồi xin mời các con. Đây là nội dung của ISO số 4. Ý số 5 của chúng ta thì như sau, người ta hỏi rằng là tìm số đối của cái số này. Vậy đầu tiên ta sẽ đi tìm xem cái trị tuyệt đối của 3 mũ 3 chứ 30 này bằng bao nhiêu. Vậy đến đây thầy sẽ được như sau này. 3 mũ 3 là bằng 27. Vậy sẽ bằng trị tuyệt đối của 27 chứ 30. Tức là bằng trị tuyệt đối của âm 3 đúng không con? Trị tuyệt đối của trừ 3. Mà trị tuyệt đối của chứ 3 thì đương nhiên bằng 3. Vậy số đối của trị tuyệt đối 3 mũ 3 chứ 30 sẽ là gì? Là số đối của 3, tức là âm 3. Được chưa nào? Rồi, vậy câu 5 này cực kỳ đơn giản. Các con chỉ cần bình tĩnh tính toán thôi. Không cần phải vội vàng nhé. Rồi, ý số 6. Người ta bảo rằng tìm tổng của số nguyên tố lớn nhất có hai chữ số. Vậy tổng của số nguyên tố lớn nhất có hai chữ số và số nguyên âm số nguyên âm cái gì nhỉ? Số nguyên âm lớn nhất có hai chữ số. Vậy trong trường hợp này để tìm được tổng của nó. Vậy đến đây các con sẽ phải biết là vậy số nguyên tố lớn nhất có hai chữ số là số nào? Chúng ta phải đi tìm nó trước là số nào đúng không? Là Vậy số nguyên tố mà lớn nhất có hai chữ số trong trường hợp này chính là số 97 được chưa các con? Chính là số 97 các con nhé. Rồi, thế còn số nguyên âm lớn nhất có hai chữ số là số nào nhỉ? Chính là số trừ 10. Bởi vì sao? Số có hai chữ số thì nó bắt đầu từ số mà lại là số âm nữa thì bắt đầu từ âm 10 cho đến âm 99. Nhưng mà nó bảo rằng là số lớn nhất, vậy nó phải là âm 10. Vậy đến đây ta có được là tổng này, tổng của hai số nguyên viết lại một lần nữa hoặc là các con copy cái thằng này xuống dưới này cũng được hoặc ở trên các con bỏ không viết cũng được không sao là lấy 97 cộng với trừ 10 và 97 cộng với trừ 10 thì đương nhiên là bằng 87 rồi được chưa nào vậy kết quả của chúng ta trong câu 6 này là bằng 87 các con nhé rồi chúng ta chuyển sang ý thứ bảy <laughs> ý thứ bảy của chúng ta thì như sau bỏ dấu ngoặc của phép tính Đấy chưa? Bằng này. Nguyên tắc phá ngoặc như sau. Chúng ta sẽ căn cứ theo luật ghép dấu thần thánh của sư phụ nghĩa để thực hiện nó. Vậy trừ của trừ A đương nhiên bằng dương A. Trừ của trừ B, trừ B là dương B. Trừ của trừ C là dương C. Trừ của trừ D là dương D. Và trừ của cộng E là trừ E. Vậy kết quả của chúng ta khi phá ngoặc là A cộng B cộng C cộng D trừ đi E. Được chưa các con? Rồi, xin mời các con chữa thật nhanh đi để chúng ta chuyển sang phần tự luận. Các con xác nhận cho thầy kết quả có chính xác không ạ? Cả lớp ơi, xác nhận kết quả cho thầy nào. <laughs> Ồ thế các bạn không có ai hỗ trợ thầy à? Rồi ok, chúng ta sẽ đi sang phần tự luận bài đầu tiên, bài số 1. Đó là thực hiện phép tính một cách hợp lý. Vậy hợp lý là như thế nào? Có nghĩa là tính nhanh nhất có thể. Vậy 16 mũ 4 này nhân với 125 mũ 5 cuối cùng nhân với 50. Vậy đến đây chúng ta sẽ bằng cách nào đây? Bằng như sau. Trong trường hợp này, để tính toán được cái việc này thì các con sẽ lấy cho thầy là như sau này. 16 mũ 4 thì bằng là 2 mũ 16. Ok. Bằng 2 mũ 16. Nhân với cái thằng 125 này thì sẽ tách ra là bằng là 5 mũ 3 tất cả mũ 5 tức là 5 mũ 15 các con nhé. Sau đó nhân với 50 này thì sẽ bằng là bằng 2 nhân với 5 mũ 2. Vậy đến đây thầy sẽ được như sau. bằng này. Rõ ràng các con đi kết hợp tất cả các thằng nào có cùng cơ số là 2 và thằng nào có cùng cơ số là 5 lại với nhau, thầy sẽ được là 2 mũ 17 nhân với 5 mũ 17. Và đây thì là quay trở về một bài toán đó là phép nhân của hai lũy thừa cùng số mũ. Vậy sẽ bằng mở ngoặc ra lấy 2 nhân 5 đóng mở ngoặc tất cả mũ 17 bên ngoài. Vậy đến đây ta sẽ được kết quả là 10 mũ 17. Vậy 10 mũ 17 thì bằng bao nhiêu? Thì sẽ bằng là một số 1, số 0, 0, 0, 0, 0, chấm, 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 chấm. Và ở đây số số 0 của chúng ta sẽ là 17 số 0 các con nhé. 17 số 0. Rồi, xin mời các con nào. chữa vào trong vở cho thầy. Rồi, ok. Chúng ta đã kết thúc cái IA ở trong đây <laughs> rồi chuyển đi B thôi 2018 mũ 0 trừ đi mở ngoặc nhọn 15 bình phương chia cho mở ngoặc vuông. 20 nhân với 15 trừ đi 2 mũ 3 nhân với 5 mũ 2. Bên ngoài này nó còn có trừ đi 25 nữa. Được chưa nào? Rồi ok. Vậy để tính toán phép tính này, thầy sẽ thực hiện đúng theo nguyên tắc đó là trong hoặc trước ngoài hoặc sau. Ngoặc ở đây là rõ ràng là đầu bài này nó đang bị uh, hơi bị có vấn đề đúng không? Rồi sửa lại tí nhá. Cái 20 x 15 này này, chỗ này là chúng ta sẽ nó là nó là ngoặc đơn thôi các con nhá. Như vậy là ở đây là đang bị thừa mất một cái ngoặc. Không phải thừa mà là cái thứ tự ngoặc của chúng ta là không chính xác. Vậy các con sửa lại giúp thầy đầu bài nó là đây là ngoặc đây này. Còn ở bên ngoài này nó sẽ biến thành là ngoặc đơn thôi. À ngoặc vuông thôi. Như thế này mới chính xác đầu bài này. Vậy đến đây ta sẽ được như sau. Bằng này. 2018 mũ 0 là số 1. Trừ đi trong trường hợp này 15 mũ 2 là 225. Chia cho cái ngoặc trong ngoặc này, 20 nhân với 15 của thầy đó là bằng 300 đúng không các con? 300 nhá. Trừ đi 2 mũ 3 là 8, 8 nhân với 5 mũ 2 tức là 8 nhân với 25. Và cuối cùng là trừ 25 như bình thường. Vậy đến đây chúng ta sẽ thực hiện phép tính một lần nữa. Không cần vội vàng. 300 mà trừ đi 8 nhân 25, 8 nhân 25 là bằng 200. Vậy 300 mà trừ đi 200, vậy còn 100. Vậy đến đây chúng ta sẽ giảm cái thằng này xuống một bậc Không còn là ngoặc vuông nữa Mà chúng ta sẽ biến nó thành là ngoặc đơn mà thôi Vậy đến đây kết quả của chúng ta tiếp tục bằng như sau này 1 trừ đi này 225 mà chia cho 200 là bằng 2,25 nhé các con nhé 2,25 Và cuối cùng trừ đi 25 Vậy đến đây chúng ta sẽ được kết quả là gì đây? Ở đây thì các con phá tung hoặc cho thầy bằng 1 trừ đi 2, 25 sau đó là cộng với 25 vậy đến đây sẽ được là 1 cộng 25 bằng 26 26 trừ đi 2,25 bằng là 23,75 các con nhé được chưa nào đây chính là kết quả của chúng ta ở câu B có đúng không các con ơi chuẩn không ạ à? rồi ok Dạ vâng. <laughs> Thế số thập phân có sao không hả Cường? Cường ơi, nếu số thập phân có sao không? Nếu số thập phân thì sao hả con? Kết quả nếu số thập phân thì sao? <laughs> Tại sao lại không áp dụng trong phần này? Người ta có con nghe này Trong đầu bài không hề nói đến là cái việc là kết quả Tính xem xem có ra là số tự nhiên hay không Hoặc là số nguyên hay không Như vậy trong trường hợp này số thực phân thì kệ nó thôi Ở cấp 1 các con tính phân số Sau đó các con chuyển số thực phân vô tư thoải mái mà Cho nên lớp cấp 2 không có lý do gì mà chúng ta không thể tính ra được Nó là một số thực phân cả Được chưa nào Không có lý do gì khác cho nên bài này vẫn tính toán bình thường. Rồi, đến đây chúng ta sẽ thực hiện cái con này như sau nhá. Ở đây thầy sẽ được như sau này, bằng này. 4 chữ 6 ở đây, thầy sẽ tìm ra được là 4 chữ 6 là bằng âm 2, thầy cho nó vào trong ngoặc. Rồi các con chụp đi, câu A ở trên, câu B ở dưới. Ok. Thì thầy sẽ đi ghép như sau. Thầy cho cái thằng 4 6 này vào cho vào trong ngoặc đi tính xem nó bằng bao nhiêu. 24 26 này cho trong ngoặc. 44 46 cho trong ngoặc. 104 106 cho trong ngoặc nốt Vậy đến đây thầy nhận diện được như sau này. Từ 4 đi 6 này sẽ được kết quả bằng âm -2. Vậy có được một bộ số là âm 2 Cộng với tất cả những thằng đằng sau này đều là âm 2 tất Các con có đồng ý với thầy đều bằng âm 2 không? Cộng chấm 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 đến cuối cùng vẫn là cộng với âm 2 trong ngoặc Và cộng với trị tuyệt đối của trừ 112 Thì tức là đổi ra thành là dương 112 Được chưa? Vấn đề là cái trừ 2 này của chúng ta ấy Có bao nhiêu con số trừ 2 xuất hiện trong trường hợp này Vậy ở đây chúng ta phải đi tìm xem có bao nhiêu số trừ 2 thì ở đây để tìm được số trừ 2 bằng bao nhiêu Chúng ta sẽ quan sát đến cái số 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 hạng ở trên cái dãy này Bắt đầu từ con số 4 Sau đó đến 6 đến bao nhiêu nhỉ 4 này, 6 này, 24 này, 26 này, 44, 46 này Như vậy ở đây số số trừ 2 sẽ căn cứ phải tìm xem là bằng cách là các con quan sát cái quy luật của nó nhé Đầu tiên là số 4 sau đó nó sẽ ra cách biệt đến số 24. Sau 24 này tiếp tục cách biệt đến số 44. Như vậy quy luật là 24 thì hơn 4 là 20 đơn vị. 44 cũng hơn 24 20 đơn vị. Tương tự sau 44 này sẽ đến 64, sau 64 là 84, sau 84 là đến 104. Vậy quy luật hoàn toàn là chính xác. Vậy kết thúc ở 104. Tương tự số 6 này sẽ có 26 này, 46 này, đến cuối cùng là 106 đúng không các con? Vậy trong trường hợp này, chúng ta sẽ tìm ra được số số hạng, tức là số trừ 2 này xuất hiện được. Sẽ chính là, chúng ta sẽ được bằng là 6 số trừ 2 các con nhé. 6 số trừ 2. Vậy đến đây thầy sẽ được kết quả bằng như sau này. Cái tại sao lại có 6 số trừ 2 này thầy sẽ lý giải tiếp. Đến đây các con bình tĩnh tính toán đã, sau đó thầy sẽ lý giải tiếp như sau. Như vậy sẽ bằng là trừ 2 nhân với 6 cộng với 112. Được chưa nào? Và đến đây chúng ta sẽ được kết quả bằng là trừ 12 cộng với 112. Và được kết quả cuối cùng là bằng là dương 100 các con nhé. Vậy bây giờ chúng ta đi tìm xem tại sao lại có 6 số trừ 2 là như sau. Xét dãy số là 4 này, phẩy 24 này, phẩy 44 này, phẩy chấm 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 cho đến 104. Thì cái dãy này rõ ràng là quy luật tuân theo như sau này, quy luật. Quy luật như sau. Đó là số sau luôn luôn hơn số liền trước là 20 đơn vị. Số liền sau hơn số liền trước là 20 đơn vị. Vậy để tìm ra được số số hạng của dãy này là chúng ta sẽ thực hiện một công thức rất là quen thuộc của cấp 1 rồi. Có thể các con quên thì ở đây chúng ta phải ghi nhớ nó lại. Đó là tìm số số hạng bằng số cuối này trừ đi số đầu chia cho khoảng cách và cuối cùng là cộng với 1. Vậy đến đây thầy áp dụng công thức này thầy sẽ được như sau. Số cuối của chúng ta là 104, trừ đi số đầu là trừ đi 4, chia cho khoảng cách trong trường hợp này là 20 đơn vị, vậy nó là khoảng cách là 20. Và cuối cùng là các con cộng 1 giúp thầy nhé. Vậy 104 trừ 4 bằng 100, 100 chia cho 20 bằng 5, 5 cộng 1, vậy bằng 6, và mở ngoặc ra 6 số hạng. Như vậy là có 6 số hạng. Từ 4 tới 104. Như vậy cũng sẽ có 6 số hạng tương ứng từ 6 tới 106. Vậy thầy ghép hai số hạng này tạo thành một cặp, thầy sẽ được là có 6 cặp số trừ 2 tất cả. Được chưa các con? Vậy đến đây chúng ta sẽ tìm ra được tại sao chỗ này lại có 6 số chữ -2. Cả lớp đã hiểu hoàn toàn nó chưa? Thầy xin hỏi cả lớp, các con ok không ạ? Lớp ơi các con có nhất trí với thầy Cái câu C bài 1 này giải quyết như thế này không ạ <laughs> ok. Rồi xin mời các con chữa thật cẩn thận vào trong vở giúp thầy. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang bài số 2. Bài số 32 của chúng ta là nội dung của chúng ta là tìm x là số nguyên x thuộc z. Và ở đây gồm có bốn câu tất cả. Vậy thầy xin phép viết đầu bài thật nhanh. Chúng ta sẽ viết bài nào làm luôn bài đấy nhá. x trừ 6 này, trừ 15 này, bằng trừ 5 trong ngoặc mũ 2 lên. Và cuối cùng là trừ đi trừ 3 trong ngoặc tất cả mũ 3 lên. Được chưa nào? Rồi câu A của chúng ta sẽ thực hiện như sau. Ở đây x 6 này đóng vai trò là trong ngoặc các con có cụm cụm biểu thức của chữ x vậy giữ nguyên nhé. Vậy chúng ta sẽ đi thực hiện tìm xem về bên tay phải này trước. <laughs> trừ 5 tất cả mũ 2 lên là bằng dương 25. Trừ đi trừ 3 tất cả mũ 3 lên là bằng âm 3 nhân âm 3 nhân âm 3. 3 số âm 3 nhân với nhau vậy số dấu trừ là số lẻ. Vậy chúng ta sẽ được kết quả là bằng trừ 27. Được chưa nào? Và đến đây chúng ta sẽ thực hiện bình tĩnh tính toán như sau x 6 trừ 15 này sẽ bằng 25 trừ trừ 27 tức là thành cộng 27. Và thầy sẽ được bên tay phải của chúng ta là 25 cộng 27 là bằng là 52 đúng không các con? Vậy ta sẽ được như sau nhé. X 6 trừ 15 bằng 52. Vậy x 6 của chúng ta. X 6 này là đóng vai trò là số bị trừ. Vậy x 6 sẽ phải bằng 52 cộng với số trừ là 15. Vậy x trừ 6 của chúng ta sẽ bằng là 52 cộng 15 là trong trường hợp này là 67. Và như vậy x sẽ bằng là 67 cộng với 6. Đây là thầy làm rất chậm rãi như thế này. Còn nếu thực ra các con hoàn toàn có thể phá ngoặc này ra. Sau đó các con chuyển trừ 6 này, trừ 15 này vứt sang phía ngược lại. Làm một phát là xong luôn. Đấy là nếu các con đã tự tin rồi nhá Còn trong trường hợp nếu mà chúng ta thận trọng thì làm như thầy như này cũng được. Vậy trong trường hợp này x của chúng ta bằng bằng 73 nhá. Được chưa nào? Câu A của chúng ta x bằng 73. Ý B của chúng ta là 5 trừ đi trị tuyệt đối của x trừ 5 thì bằng 5 chia 5 mũ 5 ở bên ngoài. Vậy đến đây thầy sẽ được như sau. Rõ ràng là bên tay phải của chúng ta 5 chia 5 là bằng 1. Vậy nó là 1 mũ 5. 1 mũ 5 thì bằng 1 luôn. Vậy đến đây, trị tuyệt đối của x 5 đóng vai trò là số trừ. Muốn tìm số trừ này đương nhiên phải bằng số bị trừ là 5. Trừ đi hiệu là 1. Vậy đến đây, trị tuyệt đối x 5 của chúng ta sẽ bằng là 4. Vậy đến đây, các con suy ra cho thầy xảy ra hai trường hợp nhé. Đó là x 5 sẽ bằng 4 hoặc x 5 sẽ bằng số đối của 4. x 5 này bằng 4 này. Hoặc x 5 bằng âm 4. Và đến đây chúng ta sẽ suy ra được là hai trường hợp. Này sẽ tương ứng là trường hợp thứ nhất là x bằng 4 cộng 5 tức là x bằng 9. Trường hợp thứ hai là x bằng âm 4 cộng với 5, tức là x bằng dương 1. Và đến đây các con đi đến kết luận cuối cùng cho thầy. Vậy, x của chúng ta có hai giá trị thỏa mãn, đó chính là x thuộc tập hợp gồm 2 phần tử 1 và 9 được chưa nào. Rồi, đây là ý B. Xin mời các con chữa bài thật nhanh đi. <laughs> <laughs> xong chưa xong chưa xong chưa <laughs> Rồi, chúng ta chuyển sang IC nhá. IC này như sau cụm biểu thức của chữ x của chúng ta là cả cái ngoặc vuông này. Vậy thầy sẽ giữ nguyên cái ngoặc vuông này bằng cách là lấy 3 mũ x 14 cộng 30. Thằng này đóng vai trò là số chia thì sẽ bằng là số bị chia 1800 chia cho 72. Vậy đến đây ta sẽ được là bên tay trái của chúng ta sẽ bằng là 1800 mà chia cho 72 là được à, được là bao nhiêu nhỉ? 25 à? 25. Đúng không nhỉ? bằng 25 đúng rồi, chuẩn rồi, bằng 25. Vậy đến đây thầy sẽ được là gì? 3 mũ x của chúng ta trừ đi 14 đóng vai trò là một số hạng. Số hạng này sẽ bằng là tổng là 25 trừ đi số hạng 30. Được chưa nào? Vậy đến đây 3 mũ x trừ 14 của thầy sẽ được kết quả bằng là 25 trừ 30 tức là bằng âm 5. Được chưa nào? Âm 5. Vậy 3 mũ x sẽ bằng trừ 5 mà cộng với 14. Và đến đây 3 mũ x của chúng ta được kết quả là bằng dương 9. Vậy đến đây suy ra x bằng bằng 2. Được chưa nào? Vậy đây là câu C của chúng ta nhé các con nhé. Ok chưa? <laughs> Rồi xin mời các con chữa bài đi. اشتركوا <clears> في <throat> <clears throat> Ok chưa nào? Rồi chuyển sang ý cuối cùng của cái bài số 2 nhá. Nó bảo tìm x thuộc z để sao cho x cộng 2 chia hết cho 3 cộng 1. Vậy đến đây ta sẽ giải quyết như sau này. Ta có x cộng 2 chia hết cho 3x cộng 1. Nên thầy sẽ suy ra được Đó là thầy sẽ nhân cái thằng x cộng 2 này với một con số nào đó Và cụ thể trong trường hợp này thầy sẽ nhân nó với là nhân với 3 Thì suy ra là 3 nhân với mở ngoặc x cộng 2 Cũng chia hết cho 3x cộng 1 các con nhé Được chưa nào Vậy đến đây thầy sẽ suy ra như sau này Mà 3x cộng 1 đương nhiên là chia hết cho 3x cộng 1 Được chưa nào? Đấy, chỗ này thầy có được như sau. Vậy từ hai dòng này, thầy sẽ nghĩ đến việc như sau. Đó là thầy kết hợp chúng lại, dẫn tới thầy sẽ suy ra được một điều khá là quan trọng. Ở trên này là 3 nhân mở ngoặc x cộng 2 thì chia cho 3 x cộng 1. Thế mà thằng 3x cộng 1 này lại cũng chia cho 3x cộng 1 Nên thầy sẽ suy ra được như sau này Mở ngoặc vuông ra 3 Nhân với mở ngoặc x cộng 2 Trừ đi Mở ngoặc đơn là 3x cộng với 1 Thì chắc chắn là sẽ chia hết cho 3x cộng 1 các con nhé Được chưa nào Vậy đến đây thầy sẽ suy ra được một điều khá là quan trọng Thầy trừ cái trong ngoặc này đi Vậy 3 nhân x Thầy sẽ được là gì đây? 3x cộng với 6 này trừ đi 3x trừ đi 1 thì thằng này sẽ chia hết cho 3x cộng 1. Và đến đây, 3x trừ 3x triệt tiêu hết. Vậy còn lại là số tự do thôi là 6 trừ 1 là bằng 5 các con nhé. Vậy đến đây là 5 sẽ chia hết cho 3x cộng 1 đúng không? Vậy đến đây suy ra. 3x cộng 1 là phải là thuộc tập hợp ước của ước của 5. ước của năm rồi đến đây chắc con lập bảng giúp thầy này lập bảng bảng của chúng ta sẽ được lập như sau Rồi các con điền các nội dung ở trong bảng để cho thầy như sau. Thứ nhất là 3x cộng 1. Dòng thứ nhất, cột thứ nhất. Ở đây chúng ta sẽ có các giá trị tương ứng nó là âm 5, âm 1, dương 1 và dương 5. Và chúng ta sẽ đi tìm ra x tương ứng. Còn ô cuối cùng này thì các con ghi cho thầy là kết luận. kết luận nhá kết luận là gì trong trường hợp này 3x cộng 1 bằng âm 5 thầy chuyển 1 sang là bằng 3x sẽ bằng là âm 6 vậy x sẽ được là kết quả là trừ 2 tương tự ta sẽ có được các kết quả tương ứng là trừ 2 phần 3 nếu cái thằng bằng 1 thì thằng này bằng 0 thằng này bằng 5 thì như vậy nó bằng 4 phần 3 thì rõ ràng ở đây Người ta bảo rằng là x thuộc Z cho nên hai trường hợp trừ 2 phần 3 và 4 phần 3 các con viết cho thầy là loại nhé. Là bởi vì sao? bởi vì hai con số này không phải là hai số nguyên. Được chưa nào? Thế còn trường hợp là âm 2 và trường hợp là 0 là hai trường hợp thỏa mãn. Vậy đến đây các con kết luận cho thầy này. Vậy x của chúng ta sẽ thuộc tập hợp gồm có hai phần tử. Đó là trừ 2.0. Ok chưa? Đấy, xin mời các con chữa bài đi. Sau đó chúng ta chuyển sang bài cuối cùng là bài có lời văn. Bài toán có lời văn. <laughs> <laughs> Xong hết chưa các bạn ơi rồi chúng ta chuyển sang bài cuối cùng các con nhá đó là bài bài ba Bài số 3 như sau. Nội dung của bài số 3 này là một bài toán có lời văn, một bài toán đố. Vậy thầy sẽ đọc đầu bài trước. Nó bảo rằng là tập đoàn Thầy Nghĩa tổ chức đi xem phim cho gần 1.000 bạn học sinh xuất sắc. Trong lúc xếp hàng điểm danh thì nếu mỗi hàng có 20, 30 hoặc 40 học sinh thì đều bị thừa ra ba em. Nhưng khi xếp thành 67 hàng thì vừa đủ, không thừa bạn nào. Vậy ở đây tìm xem số học sinh đi xem phim. Vậy thầy sẽ giải quyết bài này như sau. Được chưa nào? đầu tiên này gọi số học sinh gọi số bạn học sinh đi cho nó lịch sự gọi số bạn học sinh xuất sắc được đi xem phim gọi số bạn học sinh xuất sắc được đi xem phim là trong trường hợp này thầy gọi nó là x thì đương nhiên phải có hai điều đó là thứ nhất là đơn vị là bạn học sinh còn điều kiện số bạn học sinh thì phải là một số tự nhiên khác không vậy x của chúng ta phải thuộc tập n sao được chưa nào rồi xuống dòng ta có lý giải như sau khi xếp hàng điểm danh thì nếu mỗi hàng nếu mỗi hàng có 20,30 hay 40 bạn học sinh thì đều bị thừa ra, đều bị thừa ra là 3 em. Được chưa nào? đều bị thừa ra là 3 em. Nên ta sẽ có được như sau. Như vậy số bạn học sinh của tập đoàn được đi xem phim nếu mà bớt đi 3 tức là x chữ đi 3 thì rõ ràng x chữ 3 này lập tức sẽ chia hết cho 20. x chữ 3 này cũng chia hết cho 30 và x chữ 3 này cũng chia hết cho cả 40 luôn. Vậy đến đây thầy sẽ có được là x chữ 3 chia hết cho 20, x chữ 3 chia hết cho 30 và x 3 chia hết đồng thời cả 40 nữa. Được chưa nào? Vậy từ ba điều này thầy ngoặc nhọn nó lại. Thầy sẽ suy ra được một điều quan trọng không hề kém. Đó là x trừ 3 của chúng ta sẽ đồng thời chia hết cho 20, 30, 40. Vậy nó sẽ phải thuộc tập hợp đó là bội chung của ba số 20, 30, 40 các con nhé. Được chưa nào? Vậy đến đây thầy sẽ đi tìm này ta có bội chung nhỏ nhất của ba số này đi tìm nó trước. Vậy 20 30 và 40. Trong trường hợp này chúng ta sẽ phải đi viết ra các cái thành phần phân tích cái ba cái con này ra thành thừa số nguyên tố đúng không? Nhưng mà thôi cái này rất dễ. Cái nào số nào mà nhỏ nhất mà chia đồng thời cho ba số này, đó chính là số 120 các con nhá. Được chưa nào? Vậy ta có bội chung nhỏ nhất của ba thằng này là 120. Vậy đến đây chúng ta sẽ có được là gì? Suy ra x 3 của chúng ta sẽ thuộc tập hợp gồm các phần tử như sau. Đó là bội bội chung của thằng này tức là tập hợp bội của 120. Và đến đây sẽ gồm các phần tử như sau này. Đầu tiên đó chính là số 0, 120, 240, 360, 480 chấm phẩy 600, chấm phẩy 720, chấm phẩy 840, chấm phẩy 960, chấm phẩy 1080, chấm phẩy chấm chấm chấm. Được chưa nào? Vậy đến đây thì x trừ 3 của chúng ta là thuộc tập hợp gồm các phần tử như thế này. Vậy từ đó suy ra x của thầy sẽ phải thuộc tập hợp các phần tử sau x của thầy sẽ thuộc tập hợp các phần tử như sau. Nó sẽ trong trường hợp này sẽ là các con lấy các số ở phần tử ở tập hợp trên cộng thêm 3 đơn vị vào. Vậy nó sẽ chính là bằng 3 này, 123 này, 243 này, 363 này, 483 này, 603, 723, 843, 963 và 1083 nhá. Được chưa nào? À, ở trên thực ra thì không cần phải thiếu đâu. Ở đây ý, các con sẽ kết luận thêm cho thầy là Ở đây nhá các con nghe này. Đầu bài nó nói rằng là nó cho gần 1.000 bạn học sinh. Chứ không nói là nó bắt buộc phải nhỏ hơn 1.000 các con nhá. Ở đây các con lưu ý cho thầy này. Chúng ta sẽ sử dụng cái dữ kiện là cho gần 1.000 bạn học sinh này. Ấy, thì chúng ta sẽ chỉ cần hiểu là nó có thể là 1.000. Có thể nhỏ hơn một nghìn cũng có thể lớn hơn một nghìn nó bảo gần thôi mà chứ đâu có phải là, là chính xác đâu đúng không các con được chưa nào bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái giả thiết này quan trọng hơn này chúng ta sẽ sử dụng giả thiết như sau theo đề bài được chưa nào theo đề bài khi xếp hàng thành 67 hàng thì vừa đủ không thừa bạn nào không thừa bạn nào phẩy không thừa bạn nào và số học sinh số học sinh của tập đoàn Thầy nghĩa đi xem phim là gần 1.000. Đấy chào nào là gần 1.000 nên ta sẽ có số học sinh được đi xem phim. phải chia hết cho 67 được chưa nào? Phải chia hết cho 67 các con nhé. Phải chia hết cho 67. Vậy đến đây các con sẽ suy ra được là trong tập hợp gồm x cùng các phân tử như này chỉ có duy nhất một số là chia hết cho 67 mà thôi. Vậy từ đó suy ra x của chúng ta bằng là 603 có đúng không nhỉ? 603. Mở ngoặc bạn học sinh. Được chưa nào? Rồi xuống dòng đến cái đây kết luận nhá. Vậy số bạn học sinh xuất sắc được đưa đi xem phim hoặc là được đi xem phim là số bạn học sinh xuất sắc được đi xem phim là 603 bạn được chưa nào? Rồi, xin mời các con chữa bài cho thầy đi. Được chưa? Cả lớp có đồng ý với thầy kết quả ra như thế này không ạ? Cả lớp hãy xác nhận kết quả cho thầy xem chính xác có đúng bằng 603 không? <laughs> Rồi ok, xin mời các con chữa bài đi. nếu các con đã xong xin mời các con là uh, tùy thoát ra khỏi phòng học nhá tuyết luận con lại viết là trừ một trừ năm trừ ấy này à thôi để thầy sửa lại cái này một tí nhá thầy sẽ viết này cho các bạn ấy chữa nó rõ ràng hơn các con nhá Rồi. Sau đó các con kết luận cho thầy là x của chúng ta gồm có hai phần tử là trừ 2 và 0. Đấy là bài 2D. Còn các con chữa nốt cho thầy cái bài bên này. Nếu đã chữa xong rồi thì chúng ta sẽ nghỉ. Được chưa nào? Ok thầy chào Lâm Hoàng. Thầy xin chào tất cả các con. Rồi thầy chào Nhật Minh. Thầy xin chào tất cả các con nhé. Hẹn gặp lại các con vào buổi học của tuần tiếp theo. Bye bye. Rồi, chào Tiến phong. <cười> 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 Хэ-хэ. <clears throat> Các con cứ bình tĩnh chữa bài đi nhá. Sau khi chữa xong thì các con được nghỉ, được chưa nào? <laughs> ok, xin mời các con chữa bài đi. Chữa xong hết rồi thì các con thoát ra khỏi phòng học thoải mái nhá. Rồi, nếu các con không còn câu hỏi gì dành cho thầy nữa thì chúng ta sẽ kết thúc buổi học ở đây. Thầy xin chào tất cả các con nhá. Hẹn gặp lại các con vào buổi học của tuần tiếp theo. Bye bye.